Alo, alo anh em nha. Hôm nay thì lại có khách xem trộm. Ê em, qua đó tắt dặn lại nhỏ nữa, tới không? Bên đó đó cưng, bên khoe á. Đây, khách này ở Kiên Giang nha. Kiên Giang, chú cũng có nuôi rồi. Thì nay qua bắt thêm vài bé để mà chưa biết là bao nhiêu bé. Đây, đang dẫn bên khu D nha mọi người. Mấy này đi đá banh da mặt đen quá. Trộm này anh em thấy đó, màu lông đồ tướng tá đẹp à, quá đã. Hàng nè, mặt này là mặt lai luôn, gừng nè đó, gừng đó. Đây còn như mấy ông này thì này, như ông này đây, ông này là nước nước gạt. Cô tốt chưa? Cô tốt mà sao tôi nghe vẫn còn nhạc chứ? Vẫn nhỏ mà vẫn còn nhạc. Đây khách đang ở bên khu D coi trùng lớn trước. Đây, được nhảy. Được nhảy đây. Cái ông đó ông đang bị rụng lông đuôi, lấy cái viết đi, để lấy cái viết đi cho đánh đi, bắt đánh dấu đi. Chú cho chú tự đánh dấu đi cho dễ. À, đánh dấu lên đó đi. Cách gì đi, chút xíu em nó lại bắt à. Đây, một em bác ơi, bác này. Điện quy ra. Một em này xíu ra cân thử coi nhiêu ký em cái. Đó. Nay là có khách ở Kiên Giang. Xíu có khách điện ở trên Bạc Liêu xuống mà không biết sao đây nha anh em. Trời ơi, bữa nay tới mèo hả? Gì? Gượng nói gì? Đâu? Gượng không? Phải không? Chớm mày. Rồi. Ê, rồi dở cho cầm nó lên thử đi. Nè, nhả con này đi. Con này trước rồi buông coi thử bữa nay nè, buông mèo ơi mèo. Rồi 3,2 kg, 3,2 kg, còn 3,1 kg. Ừ, con cái nặng chứ ta. Rồi bỏ con kia lên cho anh hai. Rồi rồi buông 3,7 kg, 3,7 kg còn 3,6 kg. Ừ, hai cái bự với tao qua quay. Còn con nó gì á? Em nó đang bắt. Đó. Đây đang bắt bên đây. Tổng cộng là ba em cái lớn không à?
nó cần ba ký ba mà không vậy. Dịch lên đầu trên vậy. Cột dây mà. Ba mối gì là ok. Cột dây mà. Ba gì, ba ký tư, ba ký sáu, còn ba ký gửi. Ba ký sáu, ba ký gửi. Thấy nhanh không? Mẹ chồng này giữ thiệt hả? Ai chồng? Tại sao ba ký... Nè chú, đi đi đem vào bánh đi. Chú. Này nói thật chứ bán tao 18 rồi. Em bán 18 rồi. Quá. Bỏ ra ba cái gỗ đi rồi chứ, chú bỏ vô bị. Lấy ba gỗ đi. Chú bỏ vô bị. Chú bỏ bị mà. Bây giờ chú bỏ bị con còn chặt xuống vô xíu đi. Rồi. Còn ai chặt xuống. Quá dữ. Đẹp quá. Không. Bỏ đại đại đây. Bỏ đỡ nó đi khỏi. Anh làm bánh có túi phải không? Chú có túi cái đó dễ chở. Không để này vô cái túi luôn. Không này vô túi, chú khó lắm thà để vô cái túi chứ. Chú để vô túi đi rồi chú lấy giấy á, lấy giấy chú lấy giấy chim lại cho đừng cắn nhau là được. Khó chở. Khó chở chú á. Chú cái túi đó đó mà chú lấy giấy á. Là được. Dạ chưa. Để giấy cước lại đi cháu. Chụp con chụp giấy cước lại. Ủa con có gửi cái giấy anh. Anh nào? Thằng vừa đó kêu làm ba con qua bia. Mình giấy cước để làm gì? Tại phải dẹp đường mà chở rồi không dẹp quá vậy. Không, anh cần giấy không á? Cần chứ. Cần giấy thì anh đưa giấy cước em đi chụp lại em làm giấy em gửi đưa cho anh, còn giấy đi đường thì có rồi. Nếu mà làm giấy thì bà bỏ nó phải không? Ừ. Bây giờ cần giấy đi đường thôi. À, vậy khỏi 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 công. Lấy giấy đi đường cho chú. Dạ. Mở cửa cho mát á. Làm tới cái con này dễ mà. Ngồi đi. Rồi, ok. Mình gàn lại cho dễ chạy. Cái này mình giải tiếp hộ được quá. Được, trời ơi, nó đi hôm qua con gửi ra ngoài gì? Sài Gòn. Ra ngoài khách ta mua chùm thịt ăn á. Ngày rồi xong để chành xe thêm ngày nó bình thường. Đâu vấn đề gì đâu. Con gửi ra Hà Nội nó đi 2 ngày 1 đêm nó cũng bình thường. Mạnh lắm. Ừ. Đâu phải đi rồi. Rồi đem ra. Đi, đi đem ngoài đi. Em sợ chim chày hả? cứ dắt vô trong đó cái kìa đưa chú kìa dắt ra làm đôi cho nó đừng đụng nhau là được rồi đó vậy chú còn dễ chạy hơn kia nữa đó chú để ba con không được nữa. Ủa rồi bên bảnh chú có dây càng đúng không? Rồi dạ. Rồi vậy đi. Vậy khỏi đưa dây chú.